Đạm đài tông chủ, xem ra lần này Hoàng Phủ Thánh Tông các người lại sắp đứng bét rồi. Đạm đài quyền trọng, nhiều năm như vậy, Hoàng Phủ Thánh Tông của các ngươi thiệt là không thay đổi chút nào. Đệ tử môn hạ vẫn vô dụng như vậy. Thì thế còn chưa kết thúc, các ngươi đừng đắc ý quá sớm. Nói ra thì tên Đàm Vân hôm qua không phải là đệ tử đan mạch của Hoàng Phủ Thánh Tông các ngươi sao? Đạm đài tông chủ không bằng là để hắn lên sân, nói không chừng hắn lại có khả năng cứu vãn tình hình. Đàm Vân có thể vượt cấp đánh thắng thần nhi, nhất định là sử dụng toàn bộ thời gian trong việc tu luyện. Đối với đan thuật, tiểu tử đó tuyệt đối không biết gì, đi lên chắc chắn sẽ mất mặt. Nhữ ma tông chủ mời nhiệt tình như vậy, Đàm Vân sao có thể để ngươi thất vọng chứ? Thủ tịch, La Huynh không được khỏe, ảnh hưởng tới việc phát huy, không bằng cho hắn đi xuống nghỉ ngơi, để ta đi lên chỉ dạy một chút. Chuyện này, trình độ của La Phàm quả thiệt không bằng hai người kia, cậu tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ thua. Được, Đàm Vân, ngươi đi đi, bản thủ tịch tin ngươi. Đàm Vân lúc đầu còn hiểu rất rõ về quán hồn Ngọc Thảo, có lẽ thiệt sự có bản lĩnh. Đàm Vân, ngươi đừng có bất cứ áp lực gì cả, gắn sức là được. Thế vì ngồi không chờ chết, không bằng liều thử. Nói không chừng, Đàm Vân sẽ lại mang tới bất ngờ cho mình. Đa tạ sự tin tưởng của tâm chủ và thủ tịch. Đàm huynh, ta là vô năng, tiếp theo xem ngươi rồi. La huynh yên tâm, ta bảo đảm khiến bọn họ không có được điểm nào hết. Hừ, nói phép không biết ngượng mồm. Đúng thằng hề, không biết gì hết. Đàm Vân, ta nhớ ngươi hình như chỉ là một đệ tử tập dịch chỉ, có hiểu nhiều về linh dược không? Lát nữa nếu không nhận ra cây linh dược nào cả, vậy thì sẽ rất bất mặt đó. Chuyện này thì không nhọc nhữ ma tông chủ bận tâm, mong trực tiếp bắt đầu đi. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi xấu mặt như nào. Tiếp tục thị thí. Đề tiếp theo, linh dược dục giai thất thải quyền thảo. Trả lời chính xác. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà vẫn có chút trình độ. Hắn sao lại nhanh như vậy thì phân biệt ra rồi. Hắn nhất định là vừa khéo quen thuộc với linh dược này, lần này tuyệt đối không có may mắn như vậy nữa. Linh dược thất giai thanh tiên thạch dược. Đáng hận, lại chậm một bước. Linh dược bát giai thiên tàng lan. Sao có thể chứ? Hắn lại nhìn ra trong mấy mắt. Linh dược cửu giai diễn quyết linh chi. Đàm Vân quá yêu nghiệt rồi, căn bản không thể so được. Ta muốn từ bỏ. Ân Thủy Linh và Đỗ Lăng đều là đại đại sư cao giai, vậy mà ngay cả đệ tử tập dịch như Đàm Vân cũng không đấu lại. Mặc kệ là linh dược gì, Đàm Vân đều có thể nhìn một cái thì nhận ra sự hiểu biết của hắn đối với linh dược. Tại sao lại sâu như vậy? Yêu nghiệt như vậy lại chỉ là đệ tử tập dịch sao? Người của Hoàng Phủ Thánh Tông bị điên hết rồi sao? Đàm Vân chẳng qua chỉ là một đệ tử tập dịch, sao lại có trình độ cỡ này cho phương diện nhận biết linh dược chứ? Chuyện này không hợp lý. Nhữ ma trâm chủ, những đề bài này của ngươi đều quá đơn giản rồi, không có chút độ khó nào hết, không bằng trực tiếp tuyên bố ta thắng đi. Đàm Vân, ngươi đừng đắc ý. Bản tông chủ bây giờ nghi ngờ ngươi gian lận. Nếu không, một đệ tử tập dịch như ngươi sao có thể biết nhiều linh dược cao giai như vậy? Không sai, Đàm Vân nhất định đã gian lận. Một đệ tử tập dịch sao có thể giỏi hơn chúng ta chứ? Ngoài gian lận thì không có khả năng nào khác. Ta nói nghe, một đệ tử tập dịch như Đàm Vân sao có thể giỏi như vậy chứ? Thì đã hắn đã gian lận. Người của Hoàng Phủ Thánh Tông thì cũng không biết xấu hổ, để thắng mà ngay cái thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng sử dụng. Theo ta thấy, nên lập tức hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của Đàm Vân. Hơn nữa, phán quyết Hoàng Phủ Thánh Tông thua.